Kinh Đại Thừa Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Quyển Hạ. Đức Phật bảo Thiên Tử, từ đó về sau, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường đã phát tâm Bồ Đề ở 72 hằng hà sa số cõi Phật. Ban đầu có Đức Phật ra đời tên Thi Lân Nại La Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Vì ấy đã phát tâm Bồ Đề ở cõi Phật này. Về sau có Đức Phật ra đời hiệu Bảo Quang Hành Cát Tường, là có Đức Phật ra đời tên Liên Hoa Thượng Biến Hóa Cát Tường, Đức Phật tên Vô Biên Bảo Cát Bảo Cát Tường, Đức Phật tên Đại Bảo Cát Tường, Đức Phật tên Hư Không Đăng, Đức Phật tên Đại Pháp Vương, Đức Phật tên Chúng Bảo Tụ Trì Diệu Sắc Tướng, Đức Phật tên Năng Nhân Chủ, Đức Phật tên Công Đức Quang Minh Trang Nghiêm Cát Tường, Đức Phật tên Đại Quang Cát Tường, Đức Phật tên Vô Lượng Quang Quảng Đại Trang Nghiêm, Đức Phật tên Tác Biến Hóa Vân Thiên Âm Anh Thanh Vương, Đức Phật tên Tối Thượng Nhật Quang Cát Tường, Đức Phật tên Tối Thượng Ý, Đức Phật tên Đa Chủng Quang Minh Cát Tường Vương lần lượt xuất hiện ở đời. Vị Bồ Tát ấy đã phát tâm Bồ Đề ở nơi 72 hằng hà sa số Phật, lại trong 91 kiếp được gặp chư Phật phát tâm Bồ Đề, lại ở nơi các Đức Phật Hỏa Đỉnh Chúng Tôn Tát Trang Nghiêm Ẩm Quang phát tâm Bồ Đề trồng các căn lành. Này Thiên Tử, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường đã ở vô lượng vô số cõi Phật phát tâm Bồ Đề, dùng phương tiện rộng lớn trong các căn lành, sau cùng đã ở trước ta, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, dùng toàn thân biến hóa làm Phật sự. Bây giờ Thiên Tử phổ hoa trạng bạch với Phật: Bà Thế Tôn, những chúng sinh nào muốn trồng căn lành, nếu có thể mà phát tâm tin hiểu nghe nhận, đọc tụng ghi nhớ, suy nghĩ về chánh pháp rộng lớn ấy rồi giải nói cho mọi người nên biết, người ấy khéo được thân người, khéo gặp chư Phật, khéo nghe chánh pháp, làm lợi ích cho thế gian, chứ chẳng để đời mình luống qua. Bà Thế Tôn, các chúng sinh đối với chánh pháp này làm sao có thể phát tâm tin hiểu? Đức Phật bảo Thiên Tử Phổ Hoa Tràng, ông nên hỏi việc này với Bồ Tát Diệu Cát Tường, vị ấy sẽ giải nói đúng lý cho ông nghe. Thiên Tử Phổ Hoa Tràng thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: Làm sao khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm tin hiểu chánh pháp này? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Này Thiên Tử, không có pháp nào để có thể sinh tâm tin hiểu, vì tự tánh của các pháp là không, không chỗ phát sinh. Nếu tự tánh của các pháp là không, không chỗ phát sinh, thì căn cứ vào đâu để sinh tín hiểu? Thiên Tử Phổ Hoa Tràng thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: Xin đại sĩ hãy được nói về pháp hành của Bồ Tát cho chúng con nghe. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Thiên Tử nên biết vô hành là hành của Bồ Tát, lại nữa tất cả các pháp là hành của Bồ Tát. Thiên Tử Phổ Hoa Tràng hỏi: Vì sao tất cả các pháp là hành của Bồ Tát? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Thiên Tử nên biết tất cả các pháp chính là bốn niệm xứ, năm căn năm lực bài giác di, tam tánh đạo. Nói gọn thì các pháp này là hành của Bồ Tát, nói rộng thì có vô lượng vô số. Các vị Đại Bồ Tát đạt được pháp này gọi là hành của Bồ Tát chân thật. Thiên Tử Phổ Hoa Tràng thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: Bốn niệm xứ là gì? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Này Thiên Tử, Bồ Tát nếu quán thân như hư không, không lệ thuộc thân tướng, trụ trong pháp bình đẳng, đó là niệm xứ quán thân trong thân. Bồ Tát quán các thọ bên trong, không ngoài ở giữa đều không thể nắm bắt, vì chúng là không, đó là niệm xứ quán thọ. Bồ Tát nếu quán đúng như thật về tâm ở trong tên gọi ấy, không có không sắc, có thể thấy, tức không thể nắm bắt được tướng của tâm đối tượng quán, đó là niệm xứ quán tâm trong tâm. Bồ Tát nếu nhận biết đúng như thật về tất cả các pháp, dù thiện hay bất thiện, tự tánh của chúng đều là không, đó là niệm xứ quán pháp trong pháp. Này Thiên Tử, đó là bốn pháp niệm xứ. Thiên Tử Phổ Hoa Tràng là thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: Ta chánh đạo là gì? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Bồ Tát quán tất cả các pháp không phải là tướng của cảnh giới, không hai, không phân biệt, không một pháp nhỏ nào có thể nắm giữ, đó là chánh kiến. Bồ Tát quán tất cả pháp xa lìa mọi sự phân biệt và nghi ngờ, tự ưng với chánh hạnh không chỗ quán, đó là chánh tư duy. Bồ Tát quán tất cả pháp, tự tánh của nó là chân thật, không phải hữu biên, không phải vô biên, tất cả đều bình đẳng, giảng nói đúng như thật, đó là chánh ngữ. Bồ Tát quán tất cả pháp tánh lìa đối tượng tạo tác thì không thể nắm bắt được, nếu như chỗ tạo tác hoặc chẳng phải chỗ tạo tác, thể đều bình đẳng, trụ trong nghĩa như thật, đó là chánh nghiệp. Bồ Tát biết tất cả pháp vốn không tương tục, nên không sân giận, vui mừng với các pháp, cũng không chấp trước, an trụ trong pháp bình đẳng chân thật, đó là chánh mạng. Bồ Tát hiểu tất cả pháp không có tạo tác, lìa các tướng tự ưng một cách như thật với hạnh tinh tấn, đó là chánh tinh tấn.
Bồ Tát không khởi niệm đối với các pháp, thấu tỏ các nghiệp, tự tánh là thanh tịnh, trụ trong không chỗ niệm đó là chánh niệm. Bồ Tát thấu biết tự tánh của tất cả pháp là bình đẳng, xa lìa tất cả tướng của đối tượng duyên, quán xét đến tột cùng thì hiểu chúng không thể nắm bắt được, đó là chánh định. Đây là tám chánh đạo. Thiên tử Phổ Hoa Tràng lại thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: năm căn là gì? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Bồ Tát hiểu tất cả pháp vốn không chỗ sinh, tự tánh của nó là chân thật, không tiến không thoái, tên hiểu mọi một cách như thật trong pháp bình đẳng, đó là tính căn. Bồ Tát không có tâm yêu thích tất cả pháp, xa lìa ý tưởng gần gũi, trụ trong tánh chân thật, đó là tinh tấn căn. Bồ Tát hiểu tất cả pháp không phải do ý tạo ra, vì là tướng của đối tượng duyên, tánh xa lìa mọi thứ, do tánh xa lìa nên không sinh các niệm, đó là niệm căn. Bồ Tát hiểu các pháp là không chỗ niệm, không chỗ thủ đắc, tương ứng với chánh định, đó là định căn. Bồ Tát nơi tất cả pháp lìa tướng của đối tượng sinh và tướng không sinh, quan sát kỹ các pháp tự tánh là không, đó là tuệ căn. Này thiên tử, đó là năm căn. Thiên tử Phổ Hoa Tràng lại thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: năm lực là gì? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Bồ Tát không khởi phân biệt hư vọng về tất cả các pháp, đó là tính lực. Bồ Tát có thể học hỏi nghĩa lý thù thắng như thật của tất cả các pháp, đó là tinh tấn lực. Bồ Tát đối với tất cả pháp xa lìa thất niệm, tự ưng với chánh niệm, đó là niệm lực. Bồ Tát không có tâm biết nhất đối với tất cả pháp xuất thế, đó là định lực. Bồ Tát không mất niềm tin và nghiệp báo, đó là tuệ lực. Này thiên tử, đó là năm lực. Thiên tử Phổ Hoa Tràng lại thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: và giác chi là gì? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Bồ Tát hiểu tất cả hành vốn không chỗ sinh, quán tánh cho thọ của các pháp hỷ lạc, đó là hỷ giác chi. Bồ Tát không có tâm tham ái, chấp trước nơi các pháp, quán chúng là tướng của đối tượng duyên, không thể nắm bắt, đó là khinh an giác chi. Bồ Tát hiểu tự tánh của các pháp là vô niệm, không chỗ tác ý, đó là niệm giác chi. Bồ Tát suy tìm cái tướng của tất cả các pháp và đời chúng không thể tu đắc, ghi nhớ các pháp thiện và thể hiện ra một cách như thật, đó là trạch pháp giác chi. Bồ Tát quán tánh của ba cõi, nó không chấp giữ tướng của ba cõi, đó là tinh tấn giác chi. Bồ Tát quán tâm không chỗ tu đắc, đối với các pháp cũng không có chỗ thấu tỏ, đó là định giác chi. Bồ Tát hiểu tất cả pháp vốn không chỗ dựa, nên không có chỗ trú, không có chỗ sinh ra, cũng không có chỗ hiểu biết, cho nên tất cả pháp đều không chỗ quán, không thể nắm bắt, rồi trong xả bình đẳng, đó là xả giác chi. Giác chi. Này thiên tử, đó là bảy pháp giác chi. Lược nói về các pháp bốn niệm xứ, tam chánh đạo, năm căn, năm lực, bảy giác chi như vậy. Những pháp môn này nếu của Bồ Tát tu tập thì gọi là Bồ Tát hạnh, còn hàng thanh văn tu tập thì gọi là thanh văn hạnh. Giả sử có Bà La Môn tịnh hạnh nào tu tập các pháp này thì gỡ được các thứ oán kết, trừ diệt mọi gai gốc với các phiền não, sẽ lìa bệnh khổ, không sinh lo sợ, hướng về Phật đạo, trụ trong hạt giống Phật. Còn những sa môn đa văn đệ tử của Phật tu tập pháp này thì vượt khỏi luân hồi, đạt đến bờ giác, liệt các trần cấu, được thân vô tướng, phước bỏ gánh nặng, đến nơi an lành, được nhiều diệu lạc. Nếu các Bồ Tát quán tưởng như thật, đúng lý tu hành đầy đủ những pháp môn này thì những Bồ Tát đó đáng nhận được sự cúng dường rộng lớn của tinh thế ở cõi trời cõi người. Vì thế các Bồ Tát ở bất cứ nơi nào trên cõi đời đều không bỏ phí cuộc sống mà luôn tạo lợi ích lớn. Lệnh là những ai muốn vượt khỏi luân hồi, phải các ma binh, hàng phục ngoại đạo, tội pháp lo lớn, đến trong pháp lớn, thuật chỉ bánh xe pháp lớn, dẫn cây phướng lớn, giải thoát các khổ, đạt đại niết bàn thì nên tu hành đúng như lý các pháp môn thù thắng ví dụ đó. Này thiên tử, trước khi ông hỏi về hạnh Bồ Tát thì các pháp này là hạnh Bồ Tát. Khi Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường nhận nói pháp môn này cho thiên tử Phổ Hoa Tràng nghe, trong chúng hội có 32.000 tư tưởng nghe pháp thanh hiểu, rồi nơi pháp bình đẳng tức thì tu mơ hoa Manala, hoa Maha Manala và những hoa quý khác cúng dường Đức Thế Tôn và Bồ Tát Diệu Cát Tường, cúng dường hoa son bèn thưa: hôm nay trong pháp Phật chúng con vừa được nghe pháp của hạnh Bồ Tát này, hãy còn được lợi ích thù thắng như vậy, huống gì là người nhất tâm lãnh hội trong pháp này, phát sinh tinh hiểu thanh tịnh, tu hành đúng như lý, nên biết người này thuận hướng về Phật đạo, đầy đủ thần thông như Bồ Tát Diệu Cát Tường. Bây giờ thiên tử Phổ Hoa Tràng bạch Phật: bạch Thế Tôn, con muốn làm cho chánh pháp này được lưu truyền rộng rãi ở đời sau, quý mong Thế Tôn dùng ai lực ai thần lực gia trì hộ niệm. Đức Phật bảo thiên tử Phổ Hoa Tràng: đúng thế, đúng thế, chư Phật Như Lai luôn tự biết thời. Đức Thế Tôn bèn quan sát khắp đại chúng nói: các thiện nam trong chúng hội đây, ai sẽ giữ gìn sự giác ngộ của Phật?
hỗ trợ chánh pháp trong vô số trăm ngàn câu chi na vô đa kiếp. Lúc này trong chúng hội có 32 câu chi chúng Đại Bồ Tát đồng thanh bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nhờ thần lực của Phật xin sẽ giữ gìn sự giác ngộ của Phật, hỗ trợ chánh pháp trong lúc Phật độ thế cũng như sau khi Phật niết bàn. Lại nữa trong chúng hội có Phạm Thiên Tử tên Thắng Tư Duy, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật, bạch Thế Tôn: Các vị Đại Bồ Tát nhờ tu tập đầy đủ phước đức gì mà có thể thọ trì độc tụng lưu truyền rộng rãi và giảng nói cho mọi người về chánh pháp sâu xa này? Đức Phật bảo Thiên Tử Thắng Tư Duy: Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ 10 lực của Như Lai, dũng mãnh kiên trì cho đắc pháp nhẫn vô sinh, tự nên biết vị ấy có thể giữ gìn sự giác ngộ của Phật và hỗ trợ chánh pháp. Phạm Thiên Tử Thắng Tư Duy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo sự hiểu biết của con về nghĩa lý mà Phật giảng nói, người nào nghe chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn này mà không sinh tinh hiểu thanh tịnh, con biết người này không phải là đại sĩ, không tương ứng với chánh pháp, vì vậy không được Đức Thế Tôn thọ ký. Đức Phật bảo: Này Phạm Thiên Tử, đúng như lời ông nói. Bây giờ Đại Bồ Tát Từ Thị từ nơi cảnh giới khác trở về nơi pháp hội cùng Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong 500 năm sau, Quý Mông Thế Tôn dùng dụ lực từ oai thần gia trì hỗ trợ chánh pháp này, làm cho chánh pháp được lưu truyền rộng rãi nơi thế gian, đem lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh, dù các ma muốn phá hoại cũng không thể được. Khi ấy vì muốn gia trì hỗ trợ chánh pháp này nên Đức Thế Tôn quán sát khắp tất cả chúng hội một lần nữa, lập tức hàng hà sa số cõi Phật nơi mười phương hiện đủ sáu thứ chấn động, hàng hà sa số các Đức Phật ở mười phương hiện đang nói pháp, biết được việc ấy đều dùng thần lực gia trì hộ niệm pháp môn chân chánh này. Lúc này Thiên Tử Thiên Chủ Đế Thích đến trước bạch Phật: Thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, chánh pháp và cảnh giới sâu xa không thể nghĩ bàn này được chư Phật Như Lai dùng thần thông oai lực gia trì. Bạch Thế Tôn, trong đời vị lai, bất cứ ở thành ấp thôn xóm nào có thiền nam rộng rãi nói chánh pháp này cho mọi người, thì con cùng quyến thuộc sẽ đến chỗ pháp sư ấy âm thầm gia hộ, làm cho vị ấy tinh tấn ngồi tòa sư tử, dũng mãnh không sợ, không để các loại ma hại được. Con sẽ dùng đại minh bí mật hỗ trợ. Liền nói chú: Đát Địa Tha, Ôn Khiết, Mục Khiết, Tô Mục Khiết, Bát Ra Ma Lị Na Sân, Bạn Nhà Sân, Tam Bạn Nhà Sân, Phật Lị Sa Thiết Na Sân, Vị Đát Ra Phạt Đế Mạc Một Đề. Bạch Thế Tôn, bất cứ nơi nào có pháp sư thuyết pháp, con sẽ ở xung quanh người ấy tụng chú này, thực hiện trì ấn kim cang gia hộ, để chánh pháp được lưu thông rộng rãi. Bây giờ trong cõi trời Tam Thập Tam có một thiên tử tên Ngu Bát Ca sinh lên cõi trời ấy chưa bao lâu, đã đến pháp hội này ở trên hư không, nghe được chánh pháp và thấy được việc hy hữu, liền mưa hoa màn đà la, hoa ma ha màn đà la, các thứ hoa quý và những thứ châu báu đặc biệt đã cúng dường Đức Thế Tôn. Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng pháp được nêu giảng cúng dường xong, vế từ nơi hư không đi xuống, dạo quanh Phật ba vòng là sát chân Phật, đem vòng trân châu dài 500 khuỷu tay, vòng ấy được trang sức bằng những vật báu để cúng dường Đức Thế Tôn, rồi thưa: Thật hy hữu thay Đức Thế Tôn, chánh pháp sâu xa rộng lớn này sẽ tạo nhiều lợi ích cho chúng sinh đời vị lai. Ở bất cứ thôn xóm thành ấp nào có các thiện nam thọ trì chánh pháp này, nên biết người ấy từ Phật sinh ra, giữ gìn sự giác ngộ của Phật, chuyển bánh xe pháp lớn. Đức Phật bảo Thiên Tử Ngu Bát Ca: Thật đúng như lời ông nói, ở đời sau lại tại bất cứ thành ấp thôn xóm nào có các thiện nam thọ trì pháp này, ta nói người ấy từ Phật sinh ra, giữ gìn sự giác ngộ của Phật, chuyển bánh xe pháp lớn. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường: Ông hãy thọ trì chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn này. Lại bảo ông lên thọ trì chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn này, và đời sau ông hãy lưu truyền rộng rãi, đừng để dứt mất, khiến cho chúng sinh được lợi lạc. Bồ Tát Diệu Cát Tường bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, con nguyện phụng trì. Như lời Phật dạy, con nguyện phụng trì. Lúc Phật còn ở đời và sau khi Phật nhập diệt, trong 500 năm và thời kỳ chánh pháp cho đến thời kỳ sau cùng chánh pháp sắp diệt, nhờ oai lực gia trì của Như Lai, con sẽ hỗ trợ giảng nói lưu truyền. Nếu có thiện nam nào thuyết giảng chánh pháp này cho mọi người, con sẽ đến chỗ vị ấy, ẩn thân không hiện, nghe chánh pháp vị ấy giảng, rồi tùy hỷ phổ biến khen ngợi. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Ông hãy thọ trì chánh pháp này, diễn thuyết lưu hành khắp cho mọi người. Này A Nan, chúng sinh nào thọ trì đọc tụng một bài kệ bốn câu nơi chánh pháp này, nên biết người ấy chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, thường được chư Phật xem xét.
A Nan, giả sử có người đem mọi châu báu hiện có trong tất cả cõi Phật nơi mười phương để cúng dường chư Phật, thì phước đức có được không bằng phước đức người phát sinh tịnh tính nghe nhận pháp này. Phước đức đó thật vô lượng vô biên. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gì, chúng con nên phụng trì thế nào? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Kinh này tên là Chánh Pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn, hay Phổ Hoa Tràng Thiên Tử Sở Vấn Bồ Tát Diệu Cát Tường. Du ý thần thông, Như Lai bí mật, pháp ấn, bất thoái chuyển pháp môn, nên tọa trì như thế. Nghe Đức Phật nói kinh này xong, các đại Bồ Tát như Diệu Cát Tường và Thiên Tử Phổ Hoa Tràng, cùng các hàng trời, người Atula, Kẻ Thất Bà, tất cả đại chúng đều vui mừng, khôn xiết tính tọa vân làm.